đây là kinh nghiệm cá nhân từ công ty mình ấy, thì là mình cũng đã từng mời rất là nhiều tư vấn, hôm nọ nói chuyện với cả bạn đấy thì mình mời tư vấn, thậm chí là bên mình thì có hai loại tư vấn, là tư vấn về đào tạo và hai là tư vấn về know-how, bởi vì bên mình có sản xuất cả thuốc và vaccine. Thế thì nếu mà tư vấn xong thì mình phát hiện là nếu họ đến tư vấn cho một cho phòng nhân sự chẳng hạn, là bạn trưởng phòng nhân sự, hoặc là cho một cái người key person nào đó, và đến một ngày đẹp trời bạn key person bạn ấy có lý do bạn nghỉ, thì tất cả những cái knowledge của tổ chức ấy, cái kiến thức của tổ chức mà chúng ta học được đó, là nó không còn nữa, nó không được đóng gói lại, nó không được gói tri thức lại để nó tồn tại trong tổ chức, và như vậy nó không có tính kế thừa và không có tính tồn tại. Cho nên là nếu chúng ta cứ nói là tổ chức học tập đi, cứ học đi, thì đến một ngày nó cũng sẽ không có tồn tại cái học đó trong tổ chức nữa. Nó tức là cái tri thức nó không được tồn tại trong tổ chức, nó chỉ tồn tại đâu đó trong đầu của một cá nhân key person thôi. Và tôi cho rằng là cái việc duy nhất là chúng ta có thể là tồn tại nó bằng cách là đóng gói tri thức bằng bằng số hóa. Tôi nói ví dụ như là khi mà chúng tôi chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine này ạ, thì chúng tôi sẽ chuyển giao bằng quy trình trên công quy trình số, và nó sẽ được tồn tại không không phải là trong 1 năm 2 năm mà nó có thể tồn tại suốt đời. Bên cạnh cái việc con người thì bên cạnh đó là phải số hóa. Hay là tôi nói ví dụ như chúng tôi có làm những cái test tức là mẫu huyết thanh trên trên động vật ở trên thị trường, thì 1 năm chúng tôi làm hàng nghìn cái mẫu huyết thanh đó, và chúng tôi có scan lại và lưu trữ rất là cẩn thận. Và một ngày đẹp trời khi mà chúng tôi lôi ra thì rất là dễ, bởi vì lưu trữ rất tốt. Thế nhưng mà khi mà tôi nói với các bạn là tổng hợp cho anh trong 3 tháng gần đây là cái bệnh cúm gia cầm H5N1 ở 3 tỉnh này, thì các bạn không làm được. Bởi vì các bạn phải lôi cái bản cứng ra, cái bản scan ra, các bạn ấy ngồi bạn tổng hợp bằng tay. Và như vậy thì nó mất khoảng tầm đâu đó, mất khoảng tầm ít nhất 1 ngày hay hoặc là 2 ngày ra được con số. Và tôi phát hiện ra tại sao chúng ta không số hóa ngay từ đầu. Tức là chúng ta bất cứ một cái hành vi nào của công ty chúng ta sẽ khai lên trường thông tin luôn, và chúng ta đưa lên BI. Và khi đưa lên BI tức là cái hệ thống báo cáo trên trên phần mềm giao diện rất là dễ nhìn, rất là thân thiện. Chúng ta đánh bất kỳ trường thông tin nào thì là nó ra ngay. Và tôi phát hiện ra là như vậy thì cái số hóa về trong mọi cái hoạt động của công ty ấy, thì nó mới là cái để mà giữ lại cái tri thức mà chúng ta có, chúng ta học được, chúng ta learn được trong 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 tổ chức. Chúng ta phải số hóa nó để chúng ta giữ lại nó và chúng ta chuyển giao được cho những người khác và chúng ta sử dụng được nó một cách hiệu quả. Chứ còn nếu mà nói là học, nếu chúng ta chỉ còn nói là tổ chức học tập mà nó là bao gồm các cá nhân học tập, thì đâu đó nó sẽ đến lúc nó sẽ bị thất bại như bạn vừa nói. Đấy là ý kiến của cá nhân tôi.